Xin chào các bạn nhé, hôm nay mình sẽ làm video chia sẻ cách vào cám cho con chim chích chòe rửa các bạn nhé. Như ở các video trước này mình làm video đi bẫy thôi. Hôm nay mình sẽ làm video vào cám nhé các bạn nhé. Đầu tiên thì các bạn chuẩn bị một cái lồng không này, với hai cái cống, một cái cống đựng nước và một cái cống không để đựng cám nhé các bạn nhé. Ta sẽ sử dụng bột cám mà trộn với, mình sẽ sử dụng, đang mùa dế mèn thì mình sẽ sử dụng con dế mèn các bạn. Các bạn có thể sử dụng sâu, giun, đất đều được. Nhưng mà đang mùa dế mèn thì mình sẽ sử dụng dế mèn này để cho nó mát con chim các bạn. Nếu mà mình sử dụng sâu thì nó sẽ nóng chim, không tốt. Chúng ta sử dụng dế mèn thôi. Đấy. Đây các bạn. Dế mèn chúng ta sẽ bỏ chân này, cắt nhỏ đấy các bạn nhá. Thế chúng ta cắt cả chân được, bỏ cánh đi thôi, cắt nát con dế mèn ra. Đấy. Các bạn nghe thấy không, tính những con chim mình đang nuôi nó nhìn thấy dế mèn nó kêu ấy. Đây. Chúng ta sẽ dùng kéo cắt nát rồi các bạn nhá, càng nhỏ càng tốt. Cho trong này, cắt nát ra. Mùa đang mùa dế mèn rất nhiều các bạn, sử dụng dế mèn hiệu quả hơn. Mùa đang mùa dế mèn nó sinh sản, nó đang đẻ trứng các bạn. Cắt nát con dế mèn ra. Các bạn có thể sử dụng sâu quy, sâu rồng hoặc là giun đất các bạn nhé. Chúng ta sẽ cắt nát nó ra. Nát càng tốt các bạn. Nát để nó dính vào cám ấy. Càng nhỏ càng tốt. Còn hơi ít. Mình sẽ sử dụng thêm con nữa các bạn. Còn hơi ít. Thêm con nữa. Hai dế nó nhiều các bạn. Bây giờ đang mùa dế mèn, rất nhiều dế mèn luôn. Cần bỏ cánh này, rút cái cánh nó đi. Không mang. Bỏ chân đi các bạn. Chân càng cái vì nó có cái. Cái sắc nhọn này là chim dễ bị hóc, chúng ta sử dụng thịt con dế thôi. Đấy. Cho vào cắt nát rồi các bạn nhá. Cắt nát cũng tốt. Ôi. Đấy. Người đang một đẻ trứng này, dế rất nhiều trứng các bạn. Sử dụng mồi dế này cho nó mát, chim ăn nó mát, không bị nóng con chim sẽ tốt hơn. Sử dụng sâu quy nó sẽ nóng con chim các bạn, dế này rất hiệu quả. Cái mùa này mùa chim đang thay lông thì cho ăn dế này tốt hơn là ăn sâu các bạn. Dế là khá nát rồi. Sau khi cắt dế xong các bạn sẽ sử dụng cám nhé các bạn nhá. Cám này chúng ta sẽ giã nhỏ thành bột các bạn. Giã nhỏ thành bột đi. Các bạn sử dụng cám 10.000 cho tiết kiệm. Bỏ cám nên cho sử dụng cám 10.000 đấy các bạn. Đây, giã thành bột, nhỏ thành bột. Cắm nhỏ thành bột, trộn đều lên các bạn nha, trộn đều lên cho dế nó dính vào cám ấy. Khi con chim nó ăn thì nó sẽ không nhặt ra được, nó sẽ dế sẽ dính vào cám. Dần dần này mình cho ăn cám không các bạn nhá. Ngày đầu, ngày thứ hai ta phải trộn cám,
Đến ngày thứ ba thì tăng cám lên giảm dế gần đi các bạn. Các bạn bỏ cám như này hiệu quả 100% các bạn. Đây các bạn, sau khi trộn dế với cám tăng ta sẽ được hỗn hợp như này bạn nhá. Hỗn hợp như này, dế là cả cầu như là cám sẽ dính hết vào dế các bạn. Bây giờ ta sẽ cho vào lồng và lấy chim ra các bạn. Chúng ta chim không thể thiếu được là con chim nhé các bạn nhá. Chúng ta có thể cho thêm chút nước để tăng độ dính này cho cám này. Để cám vào dế các bạn, để nó tăng độ dính hiệu quả hơn, chim nó sẽ ăn tốt hơn. Vì mới ngày đầu ta sẽ trộn nhiều dế hơn, ít cám đi, sau tăng dần cám và giảm dế đi các bạn ạ. Chim nó sẽ ăn, cám sẽ dính vào. Mình có thể sử dụng dung đất, sâu, quy hoặc là trứng kiến các bạn nhá. Nhưng mùa này không có trứng kiến này, mùa này mùa dế thì dùng dế hiệu quả hơn, tiện hơn, tiết kiệm hơn các bạn. Đó. Sau khi hỗn hợp mình nó sẽ cho trong lồng, bắt chim thả vào các bạn. Mình có chuẩn bị lồng này, cái lồng không này. Đây, mình sẽ cho vào. Xa. Rồi. Cũng là một con gì nữa. Các bạn. Và không thể thiếu được là một con chim nữa các bạn nhá. Đây con chim này mình mới bẫy sáng nay. Chim mộc luôn các bạn. Mình có làm video bẫy con chim rồi đấy. Các bạn có thể xem trên kênh này, xem giải trí và cách thức bẫy con chim này. Đây là một con chim chòe lửa các bạn nhá, chim chòe lửa già này, nó đang thay lông nên lông đuôi nó ngắn các bạn, không phải chim bánh tẻ đâu, chim già đấy các bạn, rất là đẹp luôn. Con chim này chim to, bộ to các bạn, hót hay rồi. Bây giờ trước khi cho chim vào mình phải lấy vải trùm nha các bạn, trùm kín lồng này, chỉ để hở ánh sáng ở chỗ cống nước và cống ăn thôi các bạn, để chim có thể nhìn thấy. Nó sẽ trùm kín nào các bạn nha, trùm làm sao để chim có thể đảm bảo ánh sáng để chim nó có thể ăn, có nhìn thấy thức ăn các bạn nhá. Sau khi trùng xong ta sẽ thể cho chim vào các bạn. Các bạn lưu ý nha, cho chim, sau khi cho chim vào này, trùng xong rồi ta sẽ để một nơi yên tĩnh và theo dõi nha các bạn nhá. Để nơi yên tĩnh thì chim nó không sợ, đỡ hoảng. Này nó không hoảng, này nó tập trung ăn các bạn. Các bạn vào cám cho chim chòe lửa hay chòe than, phương pháp này rất là khá hiệu quả các bạn nhá, đảm bảo sống. Đây, tỷ lệ sống của chim rất cao luôn. Con này con chòe lửa đực các bạn, mắc cái gì mà không ra được. Con này mình mới bẫy sáng nay các bạn, mình có làm video bẫy con chim này, các bạn có thể xem giải trí trên kênh. Đây, đây các bạn này, đây con chim nó vào lồng này, bây giờ nó vẫn đang sợ đứng im này. Đây con chim chòe lửa mình mới bẫy sáng nay, đấy, thấy không? Rất đẹp.
Đấy, một bên là cống nước, một bên là cống cám đấy các bạn nhá. Rồi bây giờ mình sẽ để ở chỗ nào yên tĩnh để cho chim nó quen, là nó không hoảng các bạn ạ. Đấy, cho yên tĩnh và theo dõi các bạn nhá. Đấy, mình có để cái lỗ lỗ như này để cho nó đảm bảo ánh sáng các bạn. Các bạn đừng chùm kín tối quá là chim nó không nhìn thấy thức ăn đâu. Vậy là mình đã hướng dẫn xong cách vào cám cho chim chòi lửa nha các bạn nhá. Các bạn nào xem video thấy hay nhớ like đăng ký kênh hộ mình nha. Bạn nào có thắc mắc thì hãy để lại bình luận, mình sẽ giải đáp thắc mắc của các bạn. Xin chào các bạn nhá.